Anh trai này khiến cả nước Nhật thèm đi du lịch Việt Nam với một loạt trải nghiệm ít nơi đâu có. Chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Netizen React. Các bạn thân mến, cách đây không lâu trên YouTube có xuất hiện một video của một anh YouTuber người Nhật nói về Việt Nam với gần 3,5 triệu người theo dõi. Kênh YouTube Paolo from Tokyo của anh bạn này đích thị là kênh có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội xứ sở Hoa Anh Đào. Những video đi du lịch của anh đều thu hút được lượt xem cực khủng và những ý kiến anh này đưa ra đều tạo ra ảnh hưởng lớn trong cộng đồng của mình. Chính vì thế, khi video review du lịch Việt Nam được lên sóng đã thu hút được lượt tương tác khủng. Rất nhiều netizen bày tỏ sự quan tâm dành cho Việt Nam và kêu gào muốn đến với đất nước chúng ta sớm nhất có thể. Hôm nay hãy cùng tụi mình theo chân Paolo để đến với một thành phố xinh đẹp, bình yên ở miền Trung Việt Nam nha. Nghe đến đây, có bạn nào đoán được chúng ta sẽ đặt chân đến nơi nào không ạ? Xin chúc mừng nếu các bạn có câu trả lời là Đà Nẵng. Đó đích thị là thành phố khiến Paolo lưu luyến mãi không thôi. Vì đây là một chuyến đi trải nghiệm nên Paolo không muốn quá tập trung vào việc lên kế hoạch cụ thể cho từng nơi mà mình sẽ đến. Anh chàng sẽ nghe theo sự chỉ dẫn của vũ trụ, hay nói cách khác là đến đâu hay đến đó. Đi trên đường gặp món gì ưng mắt sẽ ăn món đó chứ không phải tỉ mỉ lựa chọn ngay từ đầu. Và bất ngờ là hầu như quán ăn nào mà anh ghé qua đều có đồ ăn rất phong phú, siêu tươi ngon mà lại còn rẻ nữa, khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Anh nói rằng có nhiều lựa chọn nhà hàng hải sản ở khu vực bãi biển Đà Nẵng. Chẳng hạn như nhà hàng nơi bạn có thể chọn hải sản sống từ thùng hoặc xô và sau đó nhân viên sẽ cân trước mặt bạn. Anh rất thích cảm giác đi chợ thế này, vừa gần gũi lại vừa tiết kiệm. Nếu ai đến đây du lịch thì có thể thử như anh. Trong suốt chuyến đi của mình, ấn tượng nhất với Paolo chính là những con người Việt Nam. Họ thân thiện, nhiệt tình và chân thành vô cùng. Anh đi dạo, đi ăn, đi uống cà phê đều có thể dễ dàng bắt chuyện với những người bạn Việt Nam quanh mình. Dù có khó khăn trong việc giao tiếp, nhưng điều này không hề ảnh hưởng một chút nào đến thái độ nhiệt tình của họ dành cho anh. Thậm chí, có một nhóm bạn trẻ mà anh tình cờ quen đã chủ động giới thiệu những địa điểm tham quan miễn phí, những nơi vui chơi hay ăn uống bình dân mà thường chỉ có người địa phương mới biết. Hầu hết thời gian ở Đà Nẵng, anh dành cho việc hòa mình cùng thiên nhiên. Paolo thích đi bộ thong dong dọc đường biển, lắng nghe thứ âm thanh của tự nhiên để suy nghĩ của mình nhẹ nhàng và bay bổng, quên đi áp lực của thực tại. Paolo gọi chuyến đi Việt Nam lần này là chuyến đi chữa lành và anh nhiệt liệt đề cử cho người xem của mình rằng nếu có cơ hội thì hãy đến Việt Nam, hay cụ thể hơn là đến Đà Nẵng một lần để tự mình trải nghiệm cảm giác thân thuộc và ấm áp cùng với những con người hiền lành, đôn hậu. Video của anh chàng YouTuber này được đón nhận nồng nhiệt bởi người xem trên khắp thế giới, đặc biệt là các bạn người Nhật. Hãy cùng xem bọn họ đã nói những gì nhé! Tôi chưa đến Đà Nẵng, chỉ mới đến Sài Gòn một lần nhưng nhớ mãi không quên. Người Việt siêu thân thiện, đồ ăn siêu ngon, mọi trải nghiệm đều rất tuyệt vời. Tôi muốn quay trở lại Việt Nam. Lạ ghê, nếu ở Nhật ăn hải sản gần bờ biển thế này hẳn sẽ có giá cao ngất ngưỡng. Nhưng ở Việt Nam lại ngược lại, tôi thấy tò mò rồi đó nha, muốn đến Việt Nam một lần cho biết ghê. Ôi trời, xem Paolo ăn hải sản mà tôi phát thèm. Ở Nhật cũng nổi tiếng về hải sản, nhưng chúng ta thường ăn sống hoặc chế biến đơn giản. Nhưng hóa ra Việt Nam lại có nhiều cách chế biến như thế, nhìn ngon ghê. Tôi yêu đồ ăn Việt Nam, xem video của bạn khiến tôi chỉ muốn đặt ngay vé máy bay và đến Việt Nam liền. Tôi cứ nghĩ cá ở Nhật Bản là ngon nhất, cho đến khi ăn món cá hấp cuốn bánh tráng ở Việt Nam, đỉnh của chóp. Chưa bao giờ đi Việt Nam vì nhiều người nói với tôi bọn họ lạc hậu, rằng đó chẳng có gì để chơi, nhưng xem video thì thấy có vẻ không phải như vậy nhỉ? Người Việt Nam trông lúc nào cũng rạng rỡ, người Nhật thì khó mà thấy được nụ cười. Sống rất áp lực, tự nhiên muốn đến Việt Nam để được cảm nhận cái gì gọi là nhiệt tình và ấm áp. Mùa nào thích hợp nhất để đến Đà Nẵng nhỉ? Muốn tận hưởng làn nước trong xanh, ăn hải sản tươi ngon và gặp gỡ những người thân thiện như Paolo giới thiệu. Người Việt thân thiện hơn người Nhật nhiều, sang Việt Nam tôi thậm chí còn kết bạn được với nhiều người hơn so với ở Nhật. Việt Nam đỉnh lắm nhé! Tôi ước mình có nhiều thời gian hơn khi đến Việt Nam, một tuần không đủ để tôi khám phá nơi này. Đà Nẵng là một thành phố rất đẹp, yên ả. Quán ăn mà Paolo ăn trong video tôi từng đi rồi, quả thực rất ngon. Ôi, may mắn là xem được video này, nó siêu hữu ích. Tôi thực sự đang tìm nơi ở tại Đà Nẵng cho chuyến du lịch sắp tới. Chúng tôi sẽ tham khảo gợi ý của bạn, đặc biệt là việc ăn hải sản bên bờ biển. Người Việt Nam thân thiện với người Nhật còn hơn là người Nhật đối xử với đồng hương của mình. Có lẽ do văn hóa, nhưng tôi thấy được quan tâm hơn khi ở Việt Nam, người Nhật lạnh lùng quá. Rất nên thử đồ ăn Việt Nam đó nha. Tôi đến Việt Nam và điều tôi làm nhiều nhất chính là dành thời gian tìm kiếm và thử bằng hết các quán ăn được giới thiệu. Đồ ăn ở Việt Nam vừa ngon, rẻ mà lại còn chất lượng. Đi du lịch Việt Nam còn thích hơn đi du lịch nội địa Nhật, thậm chí còn rẻ hơn rất nhiều ấy. Nếu có cơ hội, các bạn nên đến một lần cho biết. Có thể bắt đầu ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đó bay ra Đà Nẵng.
tôi muốn quay trở lại Việt Nam quá chỉ để được ăn hoa quả mà chúng tôi đã được ăn hàng ngày. Những thứ mà ở Nhật không thể có được. Con người là yếu tố quan trọng khiến bạn muốn quay trở lại Việt Nam nhất. Người Nhật nói không tốt tiếng Anh nên có rào cản giao tiếp, nhưng người Việt Nam vẫn rất kiên nhẫn khi trò chuyện. Người Việt Nam thật sự sẽ coi bạn như một thành viên trong gia đình để đối đãi. Nếu bạn nói chuyện với họ và thích nói về đất nước của họ, thì họ sẽ rất vui. Tôi từng nghĩ sẽ đến Việt Nam du lịch sau khi nghỉ hưu, nhưng sau khi xem video của bạn, tôi nghĩ mình phải đi sớm thôi. Việt Nam trông có vẻ rất tuyệt vời. Rất nhiều YouTuber của nước ta đã liên tục khen ngợi mọi thứ về Việt Nam. Tôi từng đến Việt Nam và nghĩ rằng tôi sẽ nghỉ hưu ở đó vì Việt Nam khá tuyệt vời. Nhưng bây giờ tôi đang có mong muốn chuyển đến Việt Nam ngay lập tức và làm việc cho đến ngày tôi nghỉ hưu. Việt Nam luôn là điểm du lịch mơ ước của tôi, mọi thứ về nó dường như thật tuyệt vời và thú vị đối với tôi. Tôi rất nóng lòng muốn được xem thêm video về Việt Nam. Bạn có thể giới thiệu thêm những món ăn hàng ngày của người Việt không? Không thể phủ nhận rằng Việt Nam đã thực sự đạt được sự phát triển kinh tế vượt bậc trong vài năm qua, thông qua việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài và phát triển các ngành công nghiệp. Điều này đòi hỏi chúng ta phải nhìn nhận thực trạng phát triển của nó một cách khách quan. Đã từng đến đây, Đà Nẵng làm tôi bất ngờ hơn khi Wi-Fi miễn phí có khắp mọi nơi. Hãy nói lời tạm biệt với những ngày phải chui tọt vào hàng quán mới bắt được Wi-Fi, bởi Đà Nẵng chính là nơi để bạn có thể sử dụng Wi-Fi miễn phí ở nhiều nơi công cộng khác nhau trong thành phố. Từng nghe mọi người khen thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến all-in-one, ban đầu tôi cũng thắc mắc, nhưng đến Việt Nam rồi mới hiểu vì sao họ lại nói như vậy. Bạn có thể tận hưởng tất cả trong một ngày, rất nên đến Việt Nam đó nha. Nếu từ Đà Nẵng bạn có thể dễ dàng ghé thăm các điểm du lịch lân cận nổi tiếng như Thánh địa Mỹ Sơn, Hội An, Huế. Các địa điểm này đều cách Đà Nẵng chưa đầy 2 giờ đi ô tô. Này, Việt Nam thực sự tốt đến thế à? Bạn bè tôi cũng nói nhiều về Việt Nam, nhưng tôi chưa có dịp đến đó. Nhưng ai cũng kêu là đến Việt Nam vừa vui vừa rẻ, khiến tôi bỗng nhiên dạo dực. Hay là hè này đi thử cho biết nhỉ? Tôi từng ghé qua Việt Nam trong chuyến đi công tác của mình. Một ngày ở đây, tôi ăn không biết bao nhiêu là món và cảm thấy nuối tiếc không thôi khi phải quay về Nhật. Kỳ nghỉ sắp tới, tôi và vợ sẽ đến Việt Nam. Tôi nhất định sẽ ăn thêm nhiều món ngon khác nữa. Điều tôi ấn tượng nhất khi đến Việt Nam chính là cuộc sống nhàn nhã của người dân. Nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt họ khiến tôi bất giác ao ước mình cũng được như họ. Cảm giác mà Việt Nam mang đến nó rất bình yên. Khuyên các bạn nên du lịch Việt Nam một lần cho biết nhé. Người Việt Nam rất hạnh phúc và giàu có, nhưng họ lại không hề xa cách một chút nào. Dù quá khứ của Việt Nam và Nhật cũng không gọi là tốt đẹp, nhưng người Việt vẫn đối xử rất chân thành với du khách Nhật. Tôi đã đến thành phố Hồ Chí Minh vài lần vào năm ngoái, cũng tạm được ngoại trừ đất nhỏ nhưng đồ ăn thì siêu ngon, rất muốn quay trở lại Việt Nam. Có đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc thôi là đã đủ để bạn vương vấn một nơi rồi. Như anh bạn người Nhật này cũng vậy, những điều nhỏ bé nhưng đầy ấm áp đã khiến anh ấn tượng và thêm yêu giải đất hình chữ S này. Thành thật mà nói thì Việt Nam của chúng ta chưa hoàn hảo, vẫn còn nhiều khía cạnh cần cải thiện. Nhưng may mắn là hầu hết khách du lịch đến đây đều cảm thấy có cảm tình với Việt Nam. Đó là động lực lớn nhất để chúng ta không ngừng hoàn thiện và phát triển hệ thống du lịch của mình các bạn nhỉ. Và đó cũng là nội dung chính của video ngày hôm nay. Nếu bạn thích video này thì hãy cho tụi mình một like. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông theo dõi để đón xem những video mới nhất từ tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.